Hello mọi người, nay có thời gian rảnh nên mình test cho mọi người xem con ZBC-W30 này nhé. Thì con này là một dàn compact all-in-one đến từ nhà GBC Kenwood. Thì kết nối của nó là gồm có Bluetooth này, chơi đầu đĩa này, rồi cắm dây này và chơi bằng qua USB. Đó, thì đầu tiên mình sẽ test Bluetooth trước cho mọi người xem. Thì mình bật lên, nó đang ở chế độ Bluetooth. Nếu mà chưa thấy thì mình bấm sụt cho nó hiện lại nha. Đó, kết nối NX-W30 nha. Rồi thì mình mở nhạc thôi. Mình sẽ test một bài nhạc của Bằng Kiều. Rồi. Rất hay nha mọi người, phát Bluetooth thiết kế theo phong cách cổ điển, ở bên ngoài là gỗ MDF một khối thôi à, làm thành một khối thôi, ở mặt trước là nhôm phay, bỏ nhìn rất là sang. Mở một bài YouTube nha mọi người, cho mọi người nghe thử. Đi đe đi. Spotify đi. Spotify. Mình sẽ mở Thúy Hà nha. Cái khúc 8 điệp khúc. Anh trong tiếng thở.
Việt Nam ơi, 20 năm ngăn lối rẽ đường về, trời làm cho mưa bay răng răng mây tím. Đó thì đó là Bluetooth nha. Bây giờ mình test qua bên cái USB này xem như thế nào. USB thì mình sẽ bấm vào. Và mình đổi cái sụp qua bên USB. Để cho đọc, read đọc. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cảnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn chịu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy mẹ bây giờ mình test thử cái đĩa cho mọi người nghe. Đĩa này đĩa chép nha. Em khóc sau bao lời chưa yêu. Rồi mình chuyển qua bên CD hả? Chúng mình hai đứa xa nhau, nhìn mưa trên phố em có thương sầu. Đó, đó là nó phát CD đó. Có nghe cay mắt chiều mưa đổ. Có nghe con này có FM nữa nhưng mà FM thì mình chưa có. Hay em vội quên ngày đó. Nó là full thùng nha các bạn. Hàng lúc nhập về là mới 100%. Có remote và sách vở đầy đủ. Thùng của nó đây, lấy cho mọi người coi là cái thùng đó đây. Bên trong thì còn ni lông nè, sách vở và remote và cái dây bắt FM của nó, dây anten nè. Vẫn biết yêu em yêu nhiều lắm, nhưng tình ta mãi. Cảm ơn mọi người. Xin phép dừng video nha.